Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Smart World. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hai sản phẩm micro trimming, không phải là Elgato, không phải HyperX, cũng không phải là Razer, mà đó là một thương hiệu vừa lạ mà vừa quen, Rapu, với hai sản phẩm VS300 và VS500. Bây giờ hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Rapu vốn là một thương hiệu nổi tiếng trong giới làm các sản phẩm về văn phòng, nhưng nay hãng đã dần lấn sân sang các dòng sản phẩm về gaming, mà hai chiếc micro streaming ở đây chính là nằm trong những sản phẩm như thế. Tổng quan qua về thiết kế của hai sản phẩm thì với VS500 bên này, sản phẩm này có mức giá sẽ đắt hơn so với VS300, nhưng đổi lại thì thiết kế sẽ tương đối là cơ bản và đơn giản. Còn đối với VS300 bên này, thiết kế bên ngoài đập vào mắt chúng ta sẽ là một thiết kế tương đối là hầm hố, bắt mắt, sẽ giống như là những chiếc tàu không gian hoặc là giống như là những quân chủng trong game StarCraft 2 vậy. Về chất liệu thiết kế thì trên sản phẩm Rapu VS500, sản phẩm này sẽ được làm hoàn toàn bằng kim loại, vô cùng cứng cáp và chắc chắn. Còn với VS300, sản phẩm này sẽ được làm bằng vỏ nhựa, nhưng cũng không hề có dấu hiệu o bẹp ở trên sản phẩm. Cả hai sản phẩm này đều có chân đế được làm bằng kim loại. Những điểm đáng chú ý ở đây là với VS500, anh em sẽ không thể tháo rời được ra khỏi chân đế. Còn với VS300, anh em hoàn toàn có thể làm được việc này và gắn lên các tay am để tiết kiệm được không gian và diện tích ở trên bàn. Như anh em có thể thấy, cả hai chiếc mic đều được trang bị đèn LED RGB và anh em có thể dễ dàng trang trí cho góc làm việc của mình thêm đa dạng và nhiều màu sắc hơn. Về phụ kiện đi kèm thì ngoài sách hướng dẫn, anh em sẽ được tặng kèm thêm một đoạn cáp USB từ C sang A, và cả hai chiếc cáp ở trên hai sản phẩm đều như nhau. Đặc biệt, chiếc sản phẩm VS500 này, anh em sẽ được hãng tinh tế tặng thêm cho một chiếc trục đầu mic, giúp anh em lọc được tiếng gió hoặc các tạp âm không cần thiết. Nhưng điểm hài hước ở chỗ, trên chiếc VS500, đèn LED sẽ được bố trí ở phần đầu mic, và khi anh em sử dụng cái này, anh em sẽ không nhìn thấy đèn LED gì cả. What the hell? Về khả năng thu âm, độ nhạy trên hai sản phẩm sẽ nằm ở trong khoảng -45 cộng -3 dB, tương đối là nhạy, và khả năng bắt âm thanh sẽ là tương đối tốt. Với VS300, sản phẩm này sẽ thu âm theo kiểu hot shape pointing. Âm thanh sẽ được thu từ phía hai bên và phía trước và loại bỏ đi những tạo âm ở phía sau. Nhưng trong quá trình sử dụng, mình vẫn sẽ cảm thấy hơi chút gì đó, một chút tạo âm nhưng không đáng kể. Còn về phía VS500, ngoài khả năng thu âm hot shape pointing giống như trên VS300, anh em sẽ được trang bị thêm một khả năng gọi là omnidirectional, hay còn gọi là thu âm đa hướng. Với khả năng này, anh em có thể thu được các âm thanh giống như tiếng kích chuột hay tiếng bàn phím ở xung quanh, tổ chức các cuộc giao lưu, hội nhóm ở trên sóng, hoặc làm những livestream ASMR một cách dễ dàng. Đặc biệt, khả năng lọc âm trên VS500 sẽ có phần tốt hơn, nên âm thanh thu được sẽ trong hơn và đỡ bị lẫn tạp âm. Sau đây sẽ là màn test thu âm trên sản phẩm VS300 và VS500. Không đội bóng nào muốn trận đấu kéo dài cả. Tôi muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút, huấn luyện viên Maloney chia sẻ về quá trình chuẩn bị và mục tiêu của Malaysia. Vấn đề ở đây không phải là tự tin hay không, mà bởi vì không ai muốn đá quá 90 phút. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với những cầu thủ tài năng của Việt Nam, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ chơi tốt trong 90 phút. Test âm thanh trên mic Rapu VS500. Về lực lượng của Việt Nam, nhà cầm quân người Australia đánh giá đó là một tập thể mạnh, nhiều cầu thủ giỏi, nhất là 3 cầu thủ trên tuổi: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tế Linh. Tại SEA Games, các đội tuyển được gọi 3 cầu thủ trên 23 tuổi, tuy nhiên Malaysia lại không sử dụng quyền ưu tiên này. Test chức năng thu âm đa hướng. Tổng kết lại, với một thiết kế bắt mắt, cùng với đó là chất lượng build tương đối tốt, đây có thể coi là một bước đi táo bạo của Rapu trên các sản phẩm gaming của mình. Trên đây là toàn bộ bài đánh giá của Phúc Anh Smart World về sản phẩm VS300 và VS500. Anh em nghĩ sao về dòng sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến ở mục bình luận bên dưới. Anh em đừng quên like, share, subscribe và nhấn nút chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất của Phúc Anh Smart World. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.